Xin chào tất cả anh chị các bạn, chào mừng quay trở lại với video hướng dẫn các anh chị và các bạn thao tác quảng cáo trên điện thoại di động iPhone. Và cái video này thì do là tôi quay hỏng cái video trước đó nên tôi đã phải quay lại. Vâng, và để thuận tiện cho các anh chị tập trung nhìn vào đây, một cái chiếc iPhone rất là to như thế này. Đừng có để ý đến tôi quá, đúng không ạ? Tôi ngồi như này để cho anh chị nhìn những cái hình này cho nó rõ ràng. Ok, mình sẽ tập trung vào đây thôi. Thế thì để chạy quảng cáo thao tác ở trên điện thoại di động với điện thoại iPhone thì phải làm gì? Đầu tiên là các anh chị cài cho tôi ứng dụng màu vàng này, gọi là ứng dụng Facebook Page. Ứng dụng màu vàng Facebook Page. Thứ hai, các anh chị có thể cài ứng dụng Facebook Ads màu xanh. Đây là hai ứng dụng mà các anh chị có thể chạy quảng cáo. Vâng, tôi sẽ hướng dẫn các anh chị trong cái video bài học này là các thao tác và nhắm chọn giải thích nguyên lý quảng cáo và marketing trong cái ứng dụng Page Manager ở trên điện thoại iPhone. Còn đối với những cái sản phẩm khác cũng như là các cái phần mềm khác cũng như là các cái hệ điều hành khác thì các anh chị làm tương tự, được chưa ạ? Đầu tiên thì các anh chị sẽ truy cập vào fanpage của mình thông qua ứng dụng Page Manager. Đó, thì các bạn nhìn thấy ở đây có rất là nhiều các fanpage tôi đang quản lý, được chưa ạ? Nếu như không có fanpage thì các anh chị có thể tạo ra fanpage cũng rất là nhanh thôi. Vâng, còn nếu có rồi thì chúng ta sẽ tạo ra. Tôi đang lấy ví dụ, tôi đang chạy quảng cáo một cái bất động sản Úc cho người Việt. Một cái dự án bất động sản cũng khá là đắt tiền, nhưng mà chạy cũng rất là tốt, đúng không ạ? Và hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị các bạn giả sử thao tác chạy quảng cáo một cái chiến dịch. Thì đầu tiên là các anh chị sẽ cần có ứng dụng này, thì anh chị đã cài rồi. Thứ hai là các anh chị cần phải có fanpage, nếu có fanpage rồi thì các anh chị sẽ không cần nữa, còn chưa có thì các anh chị tạo ra nó. Và thứ ba là các anh chị cần tạo ra bài viết ở trên fanpage. Bài viết ở trên fanpage nghĩa là như nào? Đây ạ, ví dụ như thế này được gọi là một bài viết, đúng không ạ? Nó sẽ bao gồm các thông tin về hình ảnh, đúng không ạ? Nó thông tin về chữ viết, ngôn từ, và phía dưới đây nó có một cái nút gọi là nút boost post, tiếng Anh hay tiếng Việt gọi là nút quảng cáo bài viết. Tương tự như vậy, đúng không ạ? Tương tự như vậy thì các anh chị có thể thấy có rất nhiều các bài viết, đúng không ạ? Và đây là một bài viết mà tôi đang chạy quảng cáo, đúng không ạ? Vâng. Các anh chị nhìn thấy có cái màu cam này, tức là biểu hiện là cái quảng cáo này đã tiếp cận hơn 100.000 lượt. Đấy, trong đó có 33.800 lượt là organic reach, tức là tiếp cận tự nhiên. 160 bình luận và 98 share. Đó là những cái thông số mà sau khi mình chạy quảng cáo thì mình sẽ có. Nhưng mà trước khi mình chạy quảng cáo thì như thế nào, đúng không ạ? Tức là tôi đang cho các anh chị xem một cái bài quảng cáo thực tế. Thế thì đầu tiên là chúng ta tạo bài viết ra như thế này. Hình ảnh, đúng không ạ? Trong trường hợp này thì tôi sử dụng video và tôi đã gắn text vào video cho khách hàng. Toàn bộ cái bài viết này là tôi lên kế hoạch cũng như là nhắm chọn quảng cáo cho khách hàng, đúng không ạ? Thế đầu tiên thì các anh chị bấm vào nút Boost Post, hay còn gọi là nút quảng cáo bài viết nếu mà các anh chị sử dụng tiếng Việt. Đó. Vâng. Cái này nó nói rằng là dạ, quảng cáo của bạn có thể không chạy bởi vì là có thể nó liên quan đến một số cái chính sách, không sao cả. Vâng, mình cứ thông báo bình thường. Ok. Đầu tiên đấy là mình sẽ chọn về mục tiêu Grow. Mục tiêu thì các bạn thấy có hai nút bấm ở đây là Get More Messages, tức là nhận thêm các tin nhắn, hoặc là Get More Video Views, tức là mình nhận thêm những cái lượt xem trên video. Bởi vì bài này tôi chạy video, còn bài nào các bạn chạy ảnh thì nó có thể sẽ có thêm được tương tác. Đó, thì các bạn có thể chọn một trong hai nút này đều được, được chưa ạ? Get More Messages tức là các bạn sẽ kỳ vọng là người ta sẽ gửi tin nhắn. Có cái nút gửi tin nhắn Send Message ở đây, các bạn đang nhìn thấy ở bên góc dưới phải, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy ở đây của cái video này. Vâng. Rồi, thế giả sử như chúng ta chạy Get More Messages, tức là chúng ta lấy thêm tin nhắn. Sau đó bước tiếp theo đến là Audience, tức là cái đối tượng khách hàng mà chúng ta mong muốn. Thì ở đây chúng ta thấy có 4 nút. Đầu tiên đấy là nút People who like your page, tức là những người mà đã like trang page của bạn, nếu mà bạn chọn nút này. Đó. Thứ hai là các bạn có thể chọn là People who like your page and their friends, tức là
những người mà đã like fanpage của bạn và bạn của họ. Thế thì bây giờ ví dụ như chúng ta có một cái fanpage mới, và chúng ta có một cái fanpage mới thì rõ ràng rằng là nếu mà chúng ta chạy là people who like your page thì sẽ không ăn thua, đúng không ạ? Và tương tự như vậy, people who like your page and their friends, nếu như page của chúng ta có nhiều like thì chúng ta có thể chọn phương án này thì tốt, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể chọn những cái tập khách hàng mà chúng ta đã đặt tên, và chúng ta cũng có thể là sử dụng là people you choose to targeting, tức là những cái người mà bạn chọn thông qua nhắm chọn mục tiêu. Tiếng Anh targeting tức là nhắm chọn mục tiêu. Thì targeting ở đây tức là gì? Chúng ta có thể chọn rất nhiều những cái yếu tố liên quan đến nhân khẩu học, liên quan đến sở thích và liên quan đến hành vi. Đây là cái phần mà chúng ta sẽ có thể nhắm chọn. Chúng ta bấm vào nút edit. Đó. Thì chúng ta có thể chọn bán kính theo khu vực, hoặc là chúng ta cũng có thể chọn vùng miền. Các bạn có thể chọn Hà Nội, chọn Thành phố Hồ Chí Minh, vâng, ví dụ là như vậy, ok. Hoặc là các bạn có thể chọn thêm các tỉnh nữa để mà các anh chị và các bạn chọn cho nó phù hợp với cái mong muốn của mình. Nếu mà mình chạy cả Việt Nam thì mình đánh Việt Nam, nếu mà mình muốn chọn các tỉnh thì mình chọn các tỉnh vào. Đó, ở Việt Nam mình có là 63 tỉnh thành, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta có thể chọn đến cái phần characteristic, tức là phần đặc điểm của khách hàng. Trong này nó có sử dụng là demographics, interest và behavior, tức là nhân khẩu học và sở thích và hành vi. Tôi xin lỗi một chút là tôi dùng cái bản này bằng tiếng Anh, thì tôi sẽ dùng tiếng Việt tôi dịch cho các bạn. Còn nếu các bạn sử dụng bằng bản tiếng Việt thì nó sẽ xuất hiện tiếng Việt luôn. Đó. Trong đây thì các bạn có thể chọn characteristic, tức là những cái đặc điểm của khách hàng. Đấy, chúng ta có thể bấm vào đây, hoặc là chúng ta có thể chọn browse, tức là chúng ta duyệt. Nó có rất là nhiều những cái hành vi. Đó, đây là hành vi interest, tức là hành vi sở thích. Sở thích thì được chia ra rất nhiều, như là sở thích về kinh doanh, sở thích về giải trí, gia đình, các mối quan hệ, fitness tức là tập thể thao đấy ạ, thể dục đấy ạ, food and drinks tức là gì ạ, liên quan đến ẩm thực, đồ uống, hobbies tức là sở thích, rồi thì thói quen, activities tức là gì ạ, các cái hành động, các hoạt động, shopping and fashion tức là gì ạ, mua sắm và thời trang, sports and outdoors tức là các hoạt động thể thao và hoạt động ngoài trời, và technology tức là các cái yếu tố về công nghệ. Nó chia ra rất nhiều, và trong từng cái này chúng ta thấy rằng lại còn có rất nhiều các mục con nữa, thì tôi sẽ không thể giới thiệu hết được, thì các bạn chịu khó xem. Đấy, các bạn nhìn thấy đúng không ạ, tick vào đây. Đấy, hoặc là các bạn bỏ tick. Đấy, nếu mà các bạn có thêm những cái nút như này thế này nữa thì chúng ta chọn, chúng ta thấy là chúng ta thích cái gì thì chúng ta chọn. Gồm có advertising, agriculture, architecture, đúng không ạ? Banking, business, hay là construction, design, economics, vân vân. Rất nhiều các cái interest liên quan đến business and industry. Tương tự như vậy đối với entertainment thì mình cũng có thể có rất nhiều, đúng không ạ? Vâng. Như là các loại game, đúng không ạ? Giả sử như các bạn mà chạy game thì các bạn cũng sẽ liên quan. Live event đấy là những cái hoạt động liên quan đến giống như là các cái sự kiện trực tuyến đó, rất là hay, đúng không ạ? Movie tức là các cái bộ phim, các thể loại phim, chẳng hạn như là các bạn chạy quảng cáo phim cho rạp chiếu phim, đúng không ạ? Và hoặc là music tức là những các cái thể loại âm nhạc, cũng có rất nhiều các thể loại âm nhạc ở đây. Đấy, reading, các loại books, rồi comics, rồi ebooks, rồi fiction, vân vân, magazine, nó có rất là nhiều các tiêu chí, vậy thì chúng ta có thể chọn ở đây. Television, đúng ạ, vâng, gồm có game show, reality show, hoặc là talk show, hoặc là comedies, vân vân. Tương tự như thế, các bạn sử dụng bản tiếng Việt nhé, các bạn sử dụng bản tiếng Việt, thì các bạn sẽ thấy là nó cũng tương tự như lời tôi nói thôi. Chúng ta thấy rằng nó có rất rất nhiều các sở thích. Đấy, family và relationship tức là gì ạ? Gia đình và các mối quan hệ, bao gồm dating, family, fatherhood, friendship, marriage, motherhood, parenting và wedding. Đấy là những cái sở thích có liên quan. Tương tự như vậy, các bạn có thể bỏ qua yếu tố về interest, đúng không ạ? Các bạn có thể liên quan đến các yếu tố về demographics, tức là nhân khẩu học.
thì trong này có rất nhiều các tiêu chí, ví dụ như là education level, ở đây tức là các cái trình độ học vấn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là đang học đại học, hoặc là đã học đại học, hoặc là đang học thạc sĩ, hoặc là đã học thạc sĩ, hoặc là đang học một cái trường nào đấy. Đấy, some high school, đúng không ạ, rồi master degree. Ví dụ như là các bạn chạy quảng cáo tuyển sinh cho trường một đại học nào đó, một cái chương trình MBA hoặc là chương trình doctor, thì các bạn sẽ nên quan tâm đến education level. Đó là tôi nói về góc độ là demographics liên quan đến education. Tương tự như thế thì các bạn có thể có financial, đúng không ạ, bằng thu nhập. Cái hộ gia đình này chỉ ở Mỹ thôi thì các bạn có thể bỏ qua ở thị trường Việt Nam. Live event là các sự kiện. Đó, nó có rất nhiều các sự kiện, ví dụ như là trong vòng 30 ngày trở lại đây, đúng không ạ, hoặc là xa gia đình. Đấy, hoặc là ngày sinh nhật. Những cái ngày sinh nhật hoặc là tháng sinh nhật thì cái này cũng rất là tốt, các bạn có thể chọn. Các bạn có thể chọn tháng sinh nhật hoặc là ngày sinh nhật để các bạn chạy quảng cáo cho khách hàng. Đấy, hoặc là bạn bè của những người sắp có sinh nhật. Hoặc là những người mà có mối quan hệ xa cách, có việc làm mới, hoặc là những người mà mới đính hôn hoặc là mới kết hôn, đúng không ạ, được 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng. Cái này có ý nghĩa marketing rất là tốt. Bởi vì là mới kết hôn trong vòng khoảng 6 tháng thì các bạn có thể bán đồ mẹ bé, bán đồ cho bà bầu rất là tốt, hoặc là các cái sản phẩm tiêu dùng. Đó, ý tôi là như vậy. Tương tự như thế thì chúng ta có parents, tức là các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi từ bao nhiêu, 0 đến 1 tuổi, 1 đến 2 tuổi, 3 đến 5 tuổi, vân vân. Các bạn nhìn thấy đây, các bạn có thể chọn, đúng không ạ? Đấy là parents. Rồi tiếp tục, relationship, đúng không ạ? Các cái mối quan hệ. Mối quan hệ ở đây có thể là gì ạ? Đã kết hôn, đã ly hôn, hoặc là độc thân. Cái mối quan hệ này cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động nhắm chọn quảng cáo. Thí dụ như là bạn chạy quảng cáo dịch vụ cho cô dâu, hoặc là váy cưới, hoặc là trang điểm, chụp ảnh cô dâu chú rể, thì rõ ràng các bạn nên chọn đến những cái người mà in relationship, hoặc là những người mà độc thân, đúng không ạ? Đó, ý tôi là như vậy. Works, tức là những cái công việc thì nó liên quan đến rất nhiều các ngành, đúng không ạ? Ví dụ như là ở đây có thể ngành dịch vụ, ngành cơ khí, rồi thì ngành thể thao, ngành tài chính và kinh doanh, vân vân.